xem tội sông đất sông nhà năm 2024, hợp mệnh đối với gia chủ tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, mang bình an, may mắn, phú quý trong năm mới. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người sông đất, nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời, thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đó. Sau đây là 10 tuổi sông đất tốt đối với gia chủ tuổi Giáp Tý vào đầu năm 2024 như sau. Tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, tốt. Tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, tốt. Tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, khá. Tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, khá. Tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, khá. Tuổi Giáp Thân, sinh năm 1944, khá. Tuổi Đinh Hợi, sinh năm 1947, khá. Tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, khá. Tuổi Kỷ Mão, sinh năm 1999, khá. Tuổi Bính Tuất, sinh năm 1946, trung bình. Các tuổi sông đất xấu đối với gia chủ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 vào đầu năm mới 2024 là các tuổi sau cần lưu ý. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 xấu. Tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 xấu. Tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 xấu. Tuổi Canh Dần sinh năm 1950 xấu. Tuổi Mậu Tỵ sinh năm 1948 xấu. Tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 xấu. Tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 xấu. Tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 xấu. Tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 xấu. Và tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 xấu. Sau đây là phân tích mối quan hệ xung khắc đối với 10 tuổi sông đất tốt cho gia chủ tuổi Giáp Tý vào đầu năm 2024 như sau. 1. Người sông đất sinh năm 1968, tức tuổi Mậu Thân, mệnh thổ. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ, tương sinh với ngũ hành kim của gia chủ vì thổ sinh kim rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ, tương sinh với ngũ hành hỏa của năm Giáp Thìn vì hỏa sinh thổ rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là Mậu trực xung với thiên can Giáp của gia chủ không tốt. Thiên can tuổi sông nhà là Mậu trực xung với thiên can Giáp của năm Giáp Thìn không tốt. Địa chi tuổi sông nhà là Thân đạt tam hợp Thân Tỵ Thìn và địa chi Tỵ của gia chủ rất tốt. Địa chi tuổi sông nhà là Thân đạt tam hợp Thân Tỵ Thìn và địa chi Thìn của năm Giáp Thìn rất tốt. Tổng điểm 16/20 tốt. 2. Người sông đất sinh năm 1969, tức tuổi Kỷ Dậu, mệnh thổ. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ, tương sinh với ngũ hành kim của gia chủ, vì thổ sinh kim, rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ, tương sinh với ngũ hành hỏa của năm Giáp Thìn, vì hỏa sinh thổ, rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là Kỷ, tương hợp với thiên can Giáp của gia chủ, rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là Kỷ, tương hợp với thiên can Giáp của năm Giáp Thìn, rất tốt. Địa chi tuổi sông nhà là Dậu, phạm tứ hành xung, Tỵ Ngọ, Mão Dậu với địa chi Tỵ của gia chủ không tốt. Địa chi tuổi sông nhà là Dậu đạt lục hợp, Thìn hợp Dậu với địa chi Thìn của năm Giáp Thìn rất tốt. Tổng điểm 16/20 tốt. 3. Người sông đất sinh năm 1976, tức tuổi Bính Thìn, mệnh thổ. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ, tương sinh với ngũ hành kim của gia chủ, phi thổ sinh kim, rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ, tương sinh với ngũ hành hỏa của năm Giáp Thìn, phi hỏa sinh thổ, rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là Bính, không xung khắc, không tương hợp với thiên can Giáp của gia chủ, chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là Bính, không xung khắc, không tương hợp với thiên can Giáp của năm Giáp Thìn, chấp nhận được. Địa chi tuổi sông nhà là Thìn đạt tam hợp Thân Tỵ Thìn và địa chi Tỵ của gia chủ rất tốt. Địa chi tuổi sông nhà là Thìn phạm tương hình, Thìn chống Thìn và địa chi Thìn của năm Giáp Thìn không tốt. Tổng điểm 15/20 khá. 4. Người sông đất sinh năm 1961, tức tuổi Tân Sửu, mệnh thổ.
Ngũ hành tuổi xông nhà là thổ, tương sinh với ngũ hành kim của gia chủ, phi thổ sinh kim rất tốt. Ngũ hành tuổi xông nhà là thổ, tương sinh với ngũ hành hỏa của năm Giáp Thìn, phi hỏa sinh thổ rất tốt. Thiên can tuổi xông nhà là tân, không xung khắc, không tương hợp với thiên can giáp của gia chủ, chấp nhận được. Thiên can tuổi xông nhà là tân, không xung khắc, không tương hợp với thiên can giáp của năm Giáp Thìn, chấp nhận được. Địa chi tuổi xông nhà là sửu, đạt lục hợp, tỷ hợp sửu với địa chi tỷ của gia chủ rất tốt. Địa chi tuổi xông nhà là sửu, phạm tử hành xung, thìn tuất sửu mùi với địa chi thìn của năm Giáp Thìn không tốt. Tổng điểm 14/20 khá. 5. Người xông đất sinh năm 1960, tức tuổi Canh Tý, mệnh thổ. Ngũ hành tuổi xông nhà là thổ, tương sinh với ngũ hành kim của gia chủ, phi thổ sinh kim rất tốt. Ngũ hành tuổi xông nhà là thổ, tương sinh với ngũ hành hỏa của năm Giáp Thìn, phi hỏa sinh thổ rất tốt. Thiên can tuổi xông nhà là canh, trực xung với thiên can giáp của gia chủ không tốt. Thiên can tuổi xông nhà là canh, trực xung với thiên can giáp của năm Giáp Thìn không tốt. Địa chi tuổi xông nhà là tỷ, không xung, không hợp nhau với địa chi tỷ của gia chủ, chấp nhận được. Địa chi tuổi xông nhà là tỷ, đạt tam hợp, thân, tỷ thìn với địa chi thìn của năm Giáp Thìn rất tốt. Tổng điểm 14/20 khá. 6. Người xông đất sinh năm 1944, tức tuổi Giáp Thân, mệnh thủy. Ngũ hành tuổi xông nhà là thủy, tương sinh với ngũ hành kim của gia chủ, phi thủy sinh kim rất tốt. Ngũ hành tuổi xông nhà là thủy, xung khắc với ngũ hành hỏa của năm Giáp Thìn, phi thủy khắc hỏa không tốt. Thiên can tuổi xông nhà là giáp, không xung khắc, không tương hợp với thiên can giáp của gia chủ, chấp nhận được. Thiên can tuổi xông nhà là giáp, không xung khắc, không tương hợp với thiên can giáp của năm Giáp Thìn, chấp nhận được. Địa chi tuổi xông nhà là thân, đạt tam hợp, thân tỷ thìn với địa chi tỷ của gia chủ rất tốt. Địa chi tuổi xông nhà là thân, đạt tam hợp, thân tỷ thìn với địa chi thìn của năm Giáp Thìn rất tốt. Tổng điểm 14/20 khá. 7. Người xông đất sinh năm 1947, tức tuổi Đinh Hợi, mệnh thổ. Ngũ hành tuổi xông nhà là thổ, tương sinh với ngũ hành kim của gia chủ, phi thổ sinh kim rất tốt. Ngũ hành tuổi xông nhà là thổ, tương sinh với ngũ hành hỏa của năm Giáp Thìn, phi hỏa sinh thổ rất tốt. Thiên can tuổi xông nhà là đinh, không xung khắc, không tương hợp với thiên can giáp của gia chủ, chấp nhận được. Thiên can tuổi xông nhà là đinh, không xung khắc, không tương hợp với thiên can giáp của năm Giáp Thìn, chấp nhận được. Địa chi tuổi xông nhà là hợi, không xung, không hợp nhau với địa chi tỷ của gia chủ, chấp nhận được. Địa chi tuổi xông nhà là hợi, không xung, không hợp nhau với địa chi thìn của năm Giáp Thìn, chấp nhận được. Tổng điểm 14/20 khá. 8. Người xông đất sinh năm 1977, tức tuổi Đinh Tỵ, mệnh thổ. Ngũ hành tuổi xông nhà là thổ, tương sinh với ngũ hành kim của gia chủ, phi thổ sinh kim rất tốt. Ngũ hành tuổi xông nhà là thổ, tương sinh với ngũ hành hỏa của năm Giáp Thìn, phi hỏa sinh thổ rất tốt. Thiên can tuổi xông nhà là đinh, không xung khắc, không tương hợp với thiên can giáp của gia chủ, chấp nhận được. Địa chi tuổi xông nhà là tỵ, không xung, không hợp nhau với địa chi tỷ của gia chủ, chấp nhận được. Thiên can tuổi xông nhà là đinh, không xung khắc, không tương hợp với thiên can giáp của năm Giáp Thìn, chấp nhận được. Địa chi tuổi xông nhà là tỵ, không xung, không hợp nhau với địa chi thìn của năm Giáp Thìn, chấp nhận được. Tổng điểm 14/20 khá. Chính, người xông đất sinh năm 1999, tức tuổi Kỷ Mão, mệnh thổ. Ngũ hành tuổi xông nhà là thổ, tương sinh với ngũ hành kim của gia chủ, phi thổ sinh kim rất tốt. Ngũ hành tuổi xông nhà là thổ, tương sinh với ngũ hành hỏa của năm Giáp Thìn, phi hỏa sinh thổ rất tốt. Thiên can tuổi xông nhà là kỷ, tương hợp với thiên can giáp của gia chủ rất tốt. Thiên can tuổi xông nhà là kỷ, tương hợp với thiên can giáp của năm Giáp Thìn rất tốt. Địa chi tuổi xông nhà là mão, vừa phạm tử hành xung, tỷ ngọ, mão dậu, vừa phạm tương hình, tỷ chống mão với địa chi tỷ của gia chủ không tốt. Địa chi tuổi xông nhà là mão, phạm, lục hại, mão hại thân với địa chi thìn của năm Giáp Thìn không tốt. Tổng điểm 13/20 khá. 10. Người xông đất sinh năm 1946, tức tuổi Bính Tuất, mệnh thổ. Ngũ hành tuổi xông nhà là thổ, tương sinh với ngũ hành kim của gia chủ, phi thổ sinh kim rất tốt.
Ngũ hành tuổi xông nhà là thổ, tương sinh với ngũ hành hỏa của năm Giáp Thìn, vì hỏa sinh thổ rất tốt. Thiên can tuổi xông nhà là bính, không xung khắc, không tương hợp với thiên can giáp của gia chủ, chấp nhận được. Thiên can tuổi xông nhà là bính, không xung khắc, không tương hợp với thiên can giáp của năm Giáp Thìn, chấp nhận được. Địa chi tuổi xông nhà là tuất, không xung, không hợp nhau với địa chi tý của gia chủ, chấp nhận được. Địa chi tuổi xông nhà là tuất, phạm, lục xung, thìn xung tuất và phạm tử hành xung, thìn tuất sổ mùi với địa chi thìn của năm Giáp Thìn không tốt. Tổng điểm 12/20, trung bình.